Mỹ và các đồng minh châu Âu từng lo ngại rằng việc Đại sứ quán Iran ở Syria bị tấn công hôm 1 tháng 4 có thể đẩy Israel và Iran vào một cuộc đối đầu trực tiếp, điều mà hai nước này đã cố gắng tránh trong nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, đến cuối ngày 13 tháng 4, điều này không còn là mối lo ngại mà đã biến thành sự thật. Cộng đồng quốc tế lo ngại thùng thuốc súng Trung Đông có khả năng phát nổ bất cứ lúc nào. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Năng lực quân sự của Israel và Iran, ai mạnh hơn ai? Lực lượng của Israel vượt trội hơn hẳn so với Iran về mặt công nghệ. Tuy nhiên, Iran có kho vũ khí khổng lồ với khả năng tấn công hiệu quả. Theo trang tin BN Intelinews, so sánh về mặt nhân lực quân sự, Iran đang có lợi thế hơn. Theo đó, quân số tại ngũ của Iran là 610.000, so với Israel là gần 200.000. Ngay cả khi tính cả lực lượng bán quân sự và lực lượng dự bị, phía Iran có 1 triệu người, trong khi Israel có 642.000 người. Tuy nhiên, những con số này không nói lên toàn bộ câu chuyện. Xét về yếu tố khác như đào tạo, công nghệ, tinh thần chiến đấu, Israel sở hữu một số lợi thế. Ngân sách quân sự của Israel là 24,4 tỷ USD, lớn gấp 2,5 lần so với 10 tỷ USD của Iran. Điều này cho phép Israel trang bị vũ khí tiên tiến hơn. Kho vũ khí của Israel bao gồm 612 máy bay, nhiều hơn so với 551 của Iran. Israel có 146 trực thăng, nhiều hơn so với 129 trực thăng của Iran. Theo The New York Times, Iran có một trong những kho vũ khí tên lửa đạn đạo và UAV lớn nhất ở Trung Đông. Kho tên lửa của Iran bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000 km. Chúng có khả năng và tầm bắn để tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Đông, bao gồm Israel. Trong khi đó, Israel có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng hệ thống đánh chặn Arrow. Ngoài ra, họ còn có thể đánh chặn các cuộc tấn công bằng UAV nhờ vào hệ thống phòng không David Sling hoặc hệ thống Drone Guard. Đồng minh của Iran, Israel gồm những ai? Các đồng minh quan trọng nhất của Iran là các lực lượng bán quân sự dòng Shiite ở Lebanon, Iraq, Syria và Yemen mà Iran hỗ trợ về tiền bạc, vũ khí và đào tạo. Trong đó, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon được xem là nổi trội nhất. Hezbollah đã nhiều lần chiến đấu với Israel và thường xuyên bắn tên lửa và rocket vào miền Bắc Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10/2023. Theo tình báo Israel, kho vũ khí của Hezbollah có hơn 70.000 rocket và tên lửa, bao gồm tên lửa bắn tầm xa và tên lửa dẫn đường chính xác. Quốc gia thân cận với Iran ở Trung Đông là Syria. Tuy nhiên, theo Bloomberg, chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad khó có thể hỗ trợ Iran vì vẫn đang phải nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước sau khi cuộc nội chiến năm 2011. Israel có Mỹ ủng hộ. Mỹ hiện đẩy nhanh việc vận chuyển đạn dược tới Israel để giúp nước này chiến đấu với Hamas. Trong số lực lượng của Mỹ ở khu vực Trung Đông, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã di chuyển tới phía đông Địa Trung Hải vào đầu tháng 4. Cả hai tàu này đều có khả năng phòng không. Iran trả đũa Israel tới mức nào Israel phản đòn? Truyền thông Israel cho hay, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và triển khai hơn 100 máy bay không người lái UAV tấn công Israel vào tối ngày 13 tháng 4. Iran đã xác nhận cuộc tập kích này và đây có thể coi là đòn trả đũa của nước này trước việc Đại sứ quán Iran ở Syria bị không kích mà Iran cho là Israel gây ra. Đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp vào Israel từ lãnh thổ Iran. Việc Iran trả đũa Israel khiến các nước đồng minh Israel, trong đó có Mỹ, đã điều khí tài quân sự gồm tàu chiến và chiến đấu cơ trong khu vực để bảo vệ Israel. Theo tờ The Telegraph, một yếu tố quan trọng về những gì có thể xảy ra tiếp theo là mức độ mà Israel và các đồng minh có thể đánh chặn tên lửa và UAV Iran. Nếu chỉ có một số ít tên lửa hoặc UAV Iran lọt qua hệ thống phòng không của Israel và tấn công một số mục tiêu quân sự, có thể ở các căn cứ phía Bắc nơi dân cư thưa thớt, và Iran cảm thấy trả đũa như vậy là đủ, thì nguy cơ bùng lên chiến tranh khu vực sẽ giảm đi. Còn khi thương vong cho dân thường, binh lính cũng như tổn thất về cơ sở hạ tầng lớn, thì sẽ làm tăng quy mô phản ứng của Israel. Thêm nữa,
việc Iran phóng tên lửa và UAV từ lãnh thổ của mình là một sự leo thang rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ giúp cho Israel và các đồng minh có thời gian xác định và đánh chặn. Ông Dani Sichinowicz, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương, đã từng làm việc trong Cơ quan Tình báo Quốc phòng Israel trong 25 năm, cho rằng dù Israel và Mỹ cảnh báo Iran đừng tấn công, nhưng dường như giới lãnh đạo Iran nhận thấy rằng cái giá của việc không tấn công sẽ cao hơn chính cuộc tấn công, vì Iran phải khôi phục khả năng răn đe và cân bằng với Israel. Hệ quả phụ thuộc vào kết quả của cuộc tấn công này. Giả sử Israel với sự giúp đỡ của Mỹ đánh chặn hầu hết tên lửa và UAV thì có thể sẽ cho phép Israel phản ứng một cách hợp lý để cuộc xung đột hiện tại giữa các nước lắng xuống. Ông Sichinowicz nhận định. Ngày 14 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết lực lượng này đã chặn được phần lớn tên lửa đạn đạo của Iran bắn vào Israel. Tạm thời thiệt hại mà cuộc tấn công gây ra không đáng kể. Điều này có thể khiến Israel đưa ra một phản ứng tương tự, bao gồm không kích vào các mục tiêu ở Iran nằm trong tầm bắn của Israel, chẳng hạn như các căn cứ quân sự, như trụ sở của IRGC hoặc các tòa nhà chính phủ. Vào thời điểm đó, hai bên có thể chấm dứt hành động thù địch vì cả hai đều cảm thấy mình đã tỏ rõ thái độ và đã đủ răn đe, theo The Telegraph. Israel yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Ngay sau vụ tấn công của Iran, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erden cho biết đã gửi một lá thư khẩn cấp cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi Hội đồng tổ chức họp khẩn. Ông Erden cũng cho biết đã yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel và chỉ định IRGC là một tổ chức khủng bố. Trong thư, ông Erden nhấn mạnh Tehran đã phóng hơn 200 UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trực tiếp vào lãnh thổ Israel, cáo buộc đó là một hành động leo thang nguy hiểm, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Cuộc tấn công của Iran là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu và tôi mong hội đồng sẽ sử dụng mọi biện pháp để có hành động cụ thể chống lại Iran, ông Erden viết trên X, trước đây là Twitter. Trong khi đó, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, cảnh báo khả năng vụ việc sẽ leo thang tàn khốc trên toàn khu vực. Ông Guterres nhấn mạnh, tôi vô cùng cảnh giác về mối nguy hiểm thực sự của viễn cảnh leo thang tàn khốc trên toàn khu vực. Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Áo và Cộng hòa Séc bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel sau vụ tấn công của Iran. Ông Biden họp nhóm an ninh quốc gia, các quốc gia lên án mạnh mẽ. Ở một diễn biến liên quan, theo đài CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu điện đàm sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, đăng trên nền tảng X, trước đây là Twitter. Ngay sau khi Iran phát động trả đũa, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, tôi vừa họp nhóm an ninh quốc gia của mình để cập nhật thông tin về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran là rất vững chắc. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel và cho biết hành động này khiến toàn bộ khu vực có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn, đài CNN đưa tin. Bà Baerbock viết trên X rằng, chúng tôi lên án cuộc tấn công đang diễn ra bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Chúng có nguy cơ khiến toàn bộ khu vực rơi vào hỗn loạn. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ phải dừng điều này ngay lập tức. Trong những giờ phút này, chúng tôi kiên quyết đứng về phía Israel. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết rằng chính phủ Anh lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ông Sunak tuyên bố, tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công liều lĩnh của Iran nhằm vào Israel. Iran một lần nữa chứng minh rằng họ có ý định gieo rắc hỗn loạn ở khu vực Trung Đông. Thủ tướng Anh bày tỏ, Anh sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ an ninh của Israel và của tất cả đối tác khu vực của chúng tôi, bao gồm Jordan và Iraq. Cùng với các đồng minh, chúng tôi đang khẩn trương làm việc để ổn định tình hình và ngăn chặn leo thang thêm. Không ai muốn chứng kiến cảnh đổ máu nhiều hơn nữa. Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejan lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran vào Israel, đồng thời nhắc lại tình đoàn kết và cam kết của Pháp đối với an ninh của Israel. Hà Lan cho biết tình hình ở Trung Đông rất đáng lo ngại sau khi Iran phát động cuộc tấn công. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết trên X rằng Hà Lan và các quốc gia khác đã khẳng định rất rõ ràng với Iran rằng hãy kiềm chế tấn công Israel. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết nước này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc sau khi Iran phóng UAV và tên lửa về phía Israel, đồng thời kêu gọi thực hiện kiềm chế tối đa để tránh cho khu vực và người dân ở đó thêm bất ổn và căng thẳng. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay nước này đang liên lạc với tất cả các bên liên quan để cố gắng kiềm chế tình hình và ngăn chặn sự leo thang.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel. Iran cảnh báo rắn Mỹ. Cuối ngày 13 tháng 4, tức sáng sớm 14 tháng 4, giờ Việt Nam, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari xác nhận rằng Iran phóng số lượng lớn máy bay không người lái UAV nhắm vào Israel, theo tờ The Times of Israel. Đăng trên Telegram, Bộ Ngoại giao Iran cho biết việc nước này phát động cuộc tấn công vào Israel là để tự vệ sau vụ tòa lãnh sự bên trong Đại sứ quán Iran ở Syria bị không kích ngày 1 tháng 4, đài CNN đưa tin. Bộ Ngoại giao Iran cho biết các lực lượng vũ trang Iran đang thực hiện quyền tự vệ vốn có được quy định tại Điều 5 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ này nhấn mạnh đòn trả đũa còn nhằm đáp lại các hành động gây hấn lặp đi lặp lại của chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sự tử vì đạo của quan chức và các cố vấn quân sự của Iran làm việc tại Syria. Việc Iran sử dụng các biện pháp phòng thủ để thực hiện quyền tự vệ cho thấy cách tiếp cận có trách nhiệm của Iran đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Nếu cần thiết, Iran sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các biện pháp phòng thủ để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trước bất kỳ hành động quân sự hung hăng và sử dụng vũ lực bất hợp pháp nào, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố. Rằng sáng ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Trấn tướng Mohammad Reza Astiani cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào giúp Israel tấn công chống lại Iran sẽ phải đối mặt những hậu quả nghiêm trọng, hãng thông tấn INA đưa tin. Bất kỳ quốc gia nào mở không phận hoặc lãnh thổ của mình cho Israel để tấn công Iran sẽ gánh chịu những phản ứng quyết liệt của chúng tôi, ông Astiani tuyên bố. Tương tự, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cũng đã đưa ra cảnh báo tới Mỹ, khẳng định rằng bất kỳ sự ủng hộ hoặc tham gia nào của Washington vào các hành động chống lại lợi ích của Iran sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt. IRGC cho biết họ buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về điều mà Iran gọi là những hành động xấu xa của chính phủ Israel. Nếu Mỹ hoặc Israel gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Iran thì Tehran sẽ đáp trả bằng phản ứng tương ứng và thích hợp, theo IRGC. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu rõ ràng Mỹ tránh xa khỏi cuộc căng thẳng giữa Tehran và Tel Aviv. Iran cho biết cuộc tấn công vào Israel là phản ứng đáp lại cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Damascus và vấn đề có thể được coi là đã kết thúc. Tuy nhiên, nếu Israel phạm phải một sai lầm khác, phản ứng của Iran sẽ nghiêm trọng hơn đáng kể. Đó là cuộc xung đột giữa Iran và Israel mà Mỹ phải tránh xa, phái đoàn thường trực của Iran đăng trên X. Hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã chặn một số UAV của Iran nhắm vào Israel. Nóng, Iran bắt đầu trả đũa, phóng lượng lớn UAV nhắm Israel. Cuối ngày 13 tháng 4, tức sáng sớm 14 tháng 4, giờ Việt Nam, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari xác nhận rằng số lượng lớn máy bay không người lái UAV được phóng từ Iran đang hướng tới Israel, theo tờ The Times of Israel. Ông cho biết lực lượng không quân Israel đang theo dõi các UAV, lưu ý rằng chúng sẽ mất vài giờ để tới Israel. Ông Hagari cho biết sẽ có sự gián đoạn GPS khi quân đội tiến hành chặn các UAV nói trên. Tướng về hưu của Israel, ông Amos Yadlin nói với kênh Channel 12 rằng các UAV của Iran được trang bị 20kg chất nổ mỗi chiếc. Hai nguồn tin an ninh ở Iraq cho biết hàng chục UAV đã được phát hiện bay từ Iran tới Israel trên không phận Iraq, theo hãng tin Reuters. Theo cập nhật mới nhất, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã xác định hơn 100 UAV được phóng từ Iran hướng tới Israel. Truyền thông nhà nước Iran Press TV đưa tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã tiến hành các cuộc tấn công bằng trên diện rộng nhằm vào các mục tiêu ở Israel, để đối phó với tội ác của chế độ Do Thái khi tấn công khu lãnh sự của Đại sứ quán Iran ở Damascus. Lực lượng không quân của IRGC đã tấn công một số mục tiêu nhất định trên lãnh thổ của chế độ Do Thái bằng hàng chục UAV và tên lửa theo tuyên bố của IRGC. Về phía Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrian Watson tái khẳng định quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng sự ủng hộ của chúng tôi đối với an ninh của Israel là sắt đá và Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Israel và hỗ trợ họ bảo vệ họ trước những mối đe dọa từ Iran. Tình báo Mỹ, Iran đang di chuyển vũ khí, chuẩn bị tới 100 tên lửa hành trình. Theo hai nguồn tin nắm rõ thông tin tình báo Mỹ cho biết, nước này quan sát thấy Iran đang di chuyển các trang thiết bị quân sự, trong đó có máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình, báo hiệu rằng Iran có thể đang chuẩn bị tấn công các mục tiêu của Israel. Cụ thể, theo kênh CNN, ngày 13 tháng 4, phía Mỹ đã thấy Iran chuẩn bị tới 100 tên lửa hành trình. Tuy nhiên, không rõ liệu Iran đang chuẩn bị tấn công Israel từ lãnh thổ của mình hay đang chuẩn bị ngăn chặn Israel hoặc Mỹ đáp trả trong trường hợp Iran tấn công.
Động thái trên của Iran diễn ra trong bối cảnh nước này có thể sắp tấn công trả đũa Israel. Trước đó, Iran cáo buộc Israel tấn công Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria vào ngày 1 tháng 4. Dù Iran muốn có một cuộc tấn công trả đũa lớn, nhưng họ cũng không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến trực tiếp với Israel và Mỹ. Đó là lý do tại sao tình báo Mỹ đánh giá rằng Iran có thể sử dụng lực lượng thân Iran để tiến hành cuộc tấn công đầu tiên. Theo các nguồn thạo tin, Iran hoặc các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn như Hezbollah ở Lebanon rất có khả năng sẽ sử dụng tên lửa hoặc máy bay không người lái cỡ lớn để tấn công vào các mục tiêu Israel. Các nguồn tin cho biết thêm rằng các mục tiêu của đòn tấn công trả đũa là các cơ sở chính phủ và cơ sở quân sự Israel. Theo RT, Israel đã chuẩn bị cho một số phản ứng trong hơn một tuần qua. Một số phương tiện truyền thông gần đây đưa tin rằng Israel đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong trường hợp Tehran thực sự động binh. Trước đó, Iran đã cảnh báo rắn quyết đánh Israel vì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không làm tròn nghĩa vụ. Ngày 11 tháng 4, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết Iran có nghĩa vụ phải trừng phạt Israel vì theo Aviv đã tấn công tòa nhà lãnh sự bên trong Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1 tháng 4, đài RT đưa tin. Phía Tehran nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không thực hiện nghĩa vụ của mình khi không lên án hành động đáng trách của Israel và đưa thủ phạm ra công lý. Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án hành động đáng trách của nhà nước Do Thái Israel đối với các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus và sau đó đưa thủ phạm ra công lý, thì Iran đã bỏ quyết định trừng phạt Israel, phái đoàn Iran đăng trên X, trước đây là Twitter. Lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã nói rằng Israel phải và sẽ bị trừng phạt vì những gì họ đã làm. Theo hãng tin Bloomberg ngày 10 tháng 4, dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên rằng Iran sẽ tung đòn trả đũa Israel trong 24 đến 48 giờ tới, liên quan vụ tòa nhà lãnh sự bên trong Đại sứ quán Iran ở Syria bị không kích hôm 1 tháng 4. Một số nguồn tin nói rằng Iran đã báo trước cho Mỹ về kế hoạch trả đũa của nước này đối với Israel sau vụ Đại sứ quán Tehran ở Syria bị tấn công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!